Trở về Old Trafford sau trận hòa Chelsea vào cuối tuần, Man United tiếp đón những vị khách Sheriff Tiraspol. Lúc này, đoàn quân của Ten Hag đã có chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường. Các cầu thủ Man United đã có vé đi tiếp tại Europa League khi thắng tới 3 và chỉ thua một lần sau 4 lượt trận đã đấu tại bảng E. Lúc này, nhiệm vụ của đội bóng thành Manchester là cố gắng có được ngôi đầu bảng bằng mọi giá để giành vé tham dự vòng 1/8. Bởi nếu kết thúc ở vị trí thứ 2, Man United sẽ phải thi đấu thêm một lượt trận playoff để xác định tấm vé đi tiếp. Đây là cơ hội tốt nhất để Quỷ Đỏ tìm kiếm 3 điểm, tiếp tục cuộc bám đuổi với đội đầu bảng Real Sociedad. Nhưng đó là nhiệm vụ dễ dàng vì Sheriff không phải đối thủ quá mạnh. Ngôi sao mới trong thế trận áp đảo. Bước vào trận đấu với tầm thế cửa trên, Man United ngay lập tức áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, thế trận vẫn khá chậm rãi và không có bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Nhưng dần về sau, Man United liên tục thay đổi các phương án tấn công, khiến Sheriff Tiraspol chỉ biết đổ bê tông phòng ngự. Man United tung ra tổng cộng 24 cú dứt điểm với 10 lần đưa bóng đi trúng đích, trong khi phía Sheriff không có một cú dứt điểm nào suốt 90 phút bóng lăn. Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Quỷ Đỏ được đền đáp với 3 bàn thắng của Dalot, Rashford và Ronaldo. Erik ten Hag đã mang đến khá nhiều bất ngờ trong đội hình xuất phát, cụ thể là trên hàng công. Bên cạnh sự tái xuất của Ronaldo, huấn luyện viên người Hà Lan còn trao cơ hội đá chính cho Garnacho, đánh dấu lần đầu tiên anh góp mặt trong đội hình xuất phát Quỷ Đỏ mùa này. Sau Man sinh năm 2004, thi đấu đầy năng nổ, trong ngày được thay Sancho bên cánh trái. Tuy không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Garnacho vẫn là một mối đe dọa thường trực bên hành lang trái, với tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Có thể nói, việc được người hâm mộ tán dương khi rời sân là minh chứng rõ nét nhất cho màn trình diễn tích cực của ngôi sao người Argentina. Garnacho có 65 pha chạm bóng, với tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 91% trong khoảng 78 phút góp mặt. Điều này phần nào cho thấy sự trưởng thành trước tuổi của Garnacho. Cầu thủ 18 tuổi thắng đến 7 pha trợ chấp tay đôi và có một đường chuyền tạo cơ hội. Garnacho còn thể hiện kỹ năng và sức mạnh của mình khi đi bóng với 3 lần qua người thành công. Anh suýt chút nữa đã có một bàn thắng ngay trước khi rời sân sau một đường chuyền tuyệt vời ở rìa vòng cấm từ Bruno Fernandes. Và có vẻ như cổ động viên không phải là người duy nhất hài lòng với Garnacho, bởi anh còn nhận được cơn mưa lời khen từ Postco sau trận đấu trên BT Sport. Kỹ thuật của cậu nhóc này quả thật rất tốt. Tôi nghĩ rằng cậu ấy thật sự thú vị. Ở độ tuổi này, cậu ấy giống như một phiên bản khác của Cristiano. Tất nhiên Garnacho vẫn còn một chặng đường rất dài trước mắt nếu muốn trở nên vĩ đại như người đàn anh. Nhưng rõ ràng, những gì Garnacho đang trình diễn ở tuổi 18 không phải là điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng làm được. Ronaldo rực sáng. Trong khi chờ đợi Ronaldo mới thêm vài năm nữa để phát triển như lời Postco, thì tại Old Trafford, một Ronaldo bằng xương bằng thịt đã tỏa sáng. Huyền thoại người Bồ Đào Nha tái xuất ấn tượng với một bàn thắng trong màn đối đầu với Sheriff. Ten Hag đã gặp tên tiền đạo người Bồ Đào Nha khó đối hình trong trận hòa trước Chelsea, và Ronaldo mới được phép trở lại tập luyện cùng với đội một trong tuần này. Rất nhanh sau khi trừng phạt Ronaldo về những hành động thiếu chuyên nghiệp trong trận thắng Tottenham Hotspur, Erik ten Hag đã đưa số 7 trở lại đội hình ra sân. Trao đổi với BT Sport khi được hỏi Ronaldo đã làm cách nào để thuyết phục mình và trở lại đội hình, huấn luyện viên người Hà Lan chia sẻ: Ronaldo không cần phải thuyết phục tôi, cậu ấy phải thuyết phục bằng những màn trình diễn trên sân. Ronaldo có cơ hội của mình và cậu ấy là một phần quan trọng của đội. Hôm nay chúng tôi cần những bàn thắng, cần phải giành chiến thắng vì chúng tôi muốn đứng đầu bảng. Rõ ràng Erik ten Hag vẫn một mực tin tưởng vào khả năng của Ronaldo. Ông luôn dành những lời có cánh cho số 7. Còn về phần Ronaldo, tiền đạo 37 tuổi đã có một màn trở lại rất tích cực. Tuy bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn, Ronaldo vẫn cho thấy tầm quan trọng của mình đối với hàng công Quỷ Đỏ khi anh thu hút hàng loạt hậu vệ đối phương, tạo điều kiện để Rashford nhận được cách biệt. Đồng thời, CR7 còn điền tên mình lên bảng tỷ số với bàn ấn định chiến thắng. Sau 7 cú dứt điểm, Ronaldo đã có được một bàn thắng từ cú sút cận thành ở phút 81. Đây là pha lập công thứ 3 của Ronaldo trên mọi đấu trường mùa này. Erik ten Hag không giấu được sự vui mừng sau trận đấu. Chứng kiến cậu ấy ghi bàn thật tuyệt vời. Chúng tôi biết cậu ấy luôn có khả năng làm điều đó. Cậu ấy cần một bàn thắng và bây giờ tôi tin rằng cậu ấy sẽ có nhiều bàn hơn. Với bàn thắng của lưới Sheriff Tiraspol, Ronaldo tạo nên cột mốc đầy ấn tượng. Đó là ghi ít nhất 15 bàn trong 18 năm dự lịch liên tiếp, bắt đầu từ năm 2005 cho đến nay. Ngoài ra, Ronaldo tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử của mình lên con số 818. Đội trưởng trở lại. Tấm băng đội trưởng trên cánh tay của Bruno Fernandes đã đổi chủ khi hiệp 2 bắt đầu. Người đeo nó không ai khác là Harry Maguire. Anh vào sân thay cho Lisandro Martinez trong thời gian còn lại. Do bị đau trong đợt tập trung cùng đội tuyển Anh,
Harry Maguire đã không cống hiến được gì cho Man United trong suốt hơn một tháng qua. Khi được ra sân trở lại, Harry Maguire liền chứng minh sự quyết tâm giành lại suất đá chính. Dù chỉ góp mặt có 45 phút, Maguire có 2 cú tắc bóng và 5 pha không chiến thành công. Anh tạo ra nhiều đường chuyền vượt tuyến chất lượng. Rõ ràng, sau khoảng thời gian trút bỏ được áp lực tâm lý, Harry Maguire dường như thấy sự an tâm nơi hàng phòng ngự. Dễ nhận thấy, Erik ten Hag vẫn rất cần số 5. Trong một mùa giải dài với lịch thi đấu dày đặc và World Cup dài ngang, ông liên tục nói lên tầm quan trọng của việc Man United sở hữu ít nhất 2 cầu thủ chơi cùng một vị trí trong đội hình. Chấn thương của Varane nằm trong dự tính của huấn luyện viên người Hà Lan. Varane chấn thương là tin xấu. Anh và Martinez bổ trợ cho nhau cực tốt. Martinez chơi quyết liệt và lăng xả, trong khi Varane lại lạnh lùng và điềm tĩnh. Cầu thủ người Argentina thường xuyên lao vào những điểm nóng, trong khi Varane chú trọng vào việc đọc và phán đoán. Trong hoàn cảnh đó, Harry Maguire gần như không có cơ hội chen chân vào đội hình chính. Tuy nhiên, thái độ tích cực là điều đáng ghi nhận của đội trưởng Man United. Trung vệ người Anh ít khi kêu ca, vẫn ra sân tập và chờ cơ hội chứng minh bản thân. Tôi phải huấn luyện và hỗ trợ Maguire. Tôi ủng hộ cậu ấy vì tôi tin vào tài năng của cậu ấy. Tôi làm việc với Maguire ngay từ khi đặt chân đến đây. Cậu ấy thể hiện khá tốt trên sân tập và cả trong những trận được giao phó ra sân. Maguire là một cầu thủ chất lượng. Bạn có thể thấy phẩm chất của cậu ấy từ những gì cậu ấy làm được ở trận đấu này. Tôi chắc chắn Maguire có thể xoay chuyển tình thế. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Thời gian đầu cặp bên Old Trafford, Harry Maguire chơi rất ổn định. Thành tích tốt nhất của cựu trung vệ Leicester City là cùng Man United về nhì Premier League 2020-2021. Theo thời gian, Quỷ Đỏ chơi kém dần và áp lực đè nặng lên vai Maguire. Người ta dễ dàng đổ lỗi cho anh mỗi khi đội nhà thất bại. Nhưng rõ ràng, United không có tính hệ thống, chất lượng nhân sự kém. Ở đây, thấy rõ nhất là vị trí tiền vệ trụ, cũng như việc huấn luyện viên thay đổi liên tục khiến hàng thủ câu lạc bộ không có được sự ổn định. Harry Maguire chỉ là bề nổi của một bức tranh tổng thể. Với Ten Hag, mọi thứ dần được rèn vào khuôn khổ. Maguire trở lại trong bối cảnh hàng thủ Man United được bảo vệ và bọc lót tốt hơn. Với chiến thắng 3-0 này, United đảm bảo ngôi nhì bảng E với 12 điểm, kém đội đầu bảng Real Sociedad 3 điểm sau 5 lượt đấu. Với vòng bảng chỉ còn 1 lượt, nên với việc hơn đội đứng thứ 3 là Sheriff Tiraspol 6 điểm đã đảm bảo cho việc Quỷ Đỏ cùng với Sociedad giành 2 tấm vé vào vòng trong. Thế nhưng, mục tiêu tối thượng của Man United tại Europa League là phải giành được ngôi đầu bảng E. Vì nếu xếp ở vị trí thứ 2, khả năng đội bóng của Erik ten Hag sẽ phải gặp những cái tên sừng sỏ rơi xuống từ Champions League. Vòng knockout Europa League mùa này được cho là vô cùng hấp dẫn và đáng xem khi Arsenal, Man United, Barcelona, Atletico Madrid, Ajax và sắp tới là Juventus có thể biến giải đấu hạng 2 châu Âu trở thành một Champions League thu nhỏ.